Tối mai 23 tháng 7, Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 sẽ khai mạc tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo. Đến hôm nay, các khâu chuẩn bị cho lễ khai mạc đã hoàn tất. Tokyo đã thực hiện các biện pháp giãn cách, phân luồng giao thông, tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống tội phạm nhằm đảm bảo cho Thế vận hội thông suốt. Cảnh sát được bố trí dọc các tuyến đường, đặc biệt là khu vực xung quanh sân vận động. Tại sân vận động, các trạm kiểm soát dịch bệnh được thiết lập, kiểm tra 24/24, đường phố vắng bóng người. Nhật Bản cũng cho người dân thủ đô nghỉ trong 2 ngày 22 và 23 tháng 7 để hạn chế tắc đường và rủi ro. Theo thông báo từ Ban tổ chức Thế vận hội, đến thời điểm hiện tại chỉ có 176 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài tại Thế vận hội, thay vì 206 nước như kỳ Thế vận hội cách đây 5 năm. Số vận động viên đăng ký tham gia khoảng hơn 11.000 người. Đoàn thể thao Việt Nam có 18 vận động viên tranh tài ở 11 môn thi đấu. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cam kết sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè tại Tokyo một cách an toàn và an tâm, tạo ra giá trị mới cho nhân loại trong tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới.